Xin chào các bạn, hôm nay mình có một bài tập cho các bạn khóa K02. Giả sử là mình đang có một cái dữ liệu data tiền lương như thế này. Ở đây là mã nhân viên này. Đây là tên nhân viên này, đây là phòng ban này, đây là tháng lương này. Đây là năm này. Ở đây thì có lương cơ bản này, lương cơ bản và lương theo tính theo thời gian này, thời gian làm việc này, bao nhiêu tiếng đấy. Đây có cả phần lương làm thêm này. Tiếp theo đây các khoản phụ cấp này, đây phần các khoản phụ cấp, và tiếp theo là đây phần đóng bảo hiểm này. Phần đóng bảo hiểm thì về đây là phần cái người lao động phải đóng này. Tiếp theo đó là cái phần chịu thuế về thuế thu nhập cá nhân này. Tóm lại là trong bảng dữ liệu này nó rất là chi tiết và đầy đủ, và bên này là cái bảng phiếu lương. Bảng phiếu lương thì mình chọn thời gian này, chọn tháng đấy. Tháng 1, tháng 2 mình đang có này dữ liệu đây, tạm thời có 4 tháng thôi. Đây tháng 1 này, năm 2021 này. Và đây là nhiệm vụ của chúng ta là mình điền các cái thông tin từ cái bảng data vào đây. Theo lần lượt mã nhân viên, tên nhân viên, số tiền lương cơ bản, thêm giờ, lương phụ cấp, bảo hiểm phải nộp. Và tổng cộng của nó sẽ bằng các cái khoản này, trừ đi khoản phải nộp đây. Nếu mà chúng ta điền bằng tay ấy, thì rất là vất vả, hoặc là dùng cụm hàm VLOOKUP ấy. VLOOKUP thì cũng rất là vất vả, chỉ tìm được cho một người, và mỗi lần chúng ta thay đổi cái mã nhân viên này bằng tay ấy, thì cũng phải chúng ta cũng phải dùng mã nhân viên đấy, có tận hai mấy mã nhân viên. Cho trường hợp ví dụ công ty có hàng trăm nhân viên, hàng nghìn nhân viên thì làm bằng tay là đều không thể. Thì bây giờ chúng ta phương án là chúng ta viết code, viết script Python. Thì script Python thì bây giờ mình sẽ chạy demo cho các bạn xem. Cái script Python này thì sẽ lấy các cái dữ liệu ở trong sheet data và điền các cái thông tin số liệu vào cái phiếu lương đây, xong cuối cùng sẽ in phiếu lương cho từng người một, và mình sẽ lưu vào một cái folder là folder phiếu lương đây, tất cả những cái nhân viên của theo từng tháng ấy, mình sẽ in vào đây. Hiện giờ thì mình sẽ in cho tháng 1 thôi. Xong là folder sẽ vào đây. Tất cả cái phiếu lương nó sẽ vào cái folder này. Đó. Bây giờ các bạn để ý nhá, mình chạy demo này. Đã chạy xong rồi, các bạn để ý này. Đấy, phiếu lương đã được in ra, đã chuyển thành file PDF. Các bạn có thể in ra trực tiếp, mà in cũng được, nhưng mình làm ví dụ thôi, thì mình chuyển sang thành file PDF và mình lưu vào một folder. Thì đây phiếu lương có tên, mã số nhân viên, các cái cột thông tin đây, mình điền có nhiều thời gian mình làm chi tiết thêm các cái thông tin phụ lại cũng được, nhưng mình chỉ làm ví dụ các cái thông tin chính này thôi, ví dụ lương cơ bản, lương tổng, lương thêm giờ, tiền bảo hiểm phải nộp, và đây là cái tổng lương thực lĩnh đấy. Đây, và cuối cùng mình xin chúc các bạn làm bài thật tốt.
Và khi các bạn làm bài xong có cái vướng mắc thì có thể sắp hỏi hỏi trên trong group ấy. Bác cho hỏi cho mình hoặc là bạn Đạt về về cách làm và cuối cùng xin chúc các bạn học tốt và làm bài tốt. Sau xong các xong rồi các bạn nộp nộp lên group nhé, nộp lên các bạn nộp lên group đấy, các bạn nộp lên group 6 buổi đây nhé, và xin chúc các bạn học tốt.